Xin đừng bán danh ba đồng Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ hình ảnh nghệ sĩ xuất hiện trong các clip giảm cân, tiểu đường, sỏi thận, đau nhức, xương khớp, cho đến bệnh yếu sinh lý gây ức chế dư luận như thế. Tại sao nghệ sĩ lại nhiều bệnh vậy? Có cảm tưởng sân khấu hoặc màn ảnh nhỏ không còn là sân chơi số 1, vốn gắn chặt với người nghệ sĩ. Chắc chắn không riêng gì nghệ sĩ để đạt được hào quang rực rỡ, không phải là điều dễ dàng với tất cả mọi người tất cả đều phải nỗ lực đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí cả đổ máu với nghề nghiệp. Nhưng đổi lại có danh và chính danh phận ấy là thứ thiêng liêng nhất của một đời người. Xây dựng danh tiếng là một chuyện, gìn giữ và bảo vệ danh tiếng ấy còn khó khăn hơn gấp trăm nghìn lần, đặc biệt là giới nghệ sĩ, người của công chúng. Ở góc độ người hâm mộ, họ chỉ mong thần tượng của mình khi có danh tiếng nổi tiếng, làm ơn đừng gây tai tiếng mà thôi, đó là đòi hỏi chính đáng. Nhưng loạt bài vén màn sự thật công nghệ siêu giảm béo trên báo chí cho thấy, một bức tranh khác đáng trách và đáng buồn về một số người có sức ảnh hưởng với công chúng. Là nghệ sĩ nhưng quanh năm không sản xuất nổi bộ phim, không có vai diễn đáng nhớ hoặc không sáng tác nổi một ca khúc ra hồn. Mờ nhạt ở sân khấu chính nhưng một số lại ghi dấu ấn đậm nét trên các nền tảng website, Facebook, Youtube, TikTok của nhiều nhãn hàng sản phẩm. Bằng mọi giá, họ khai thác thương hiệu tối đa, có khi bất chấp. Kết cục chính họ góp phần tiếp tay cho những người có ý đồ đánh lửa công chúng. Không ai khác, chính fan người hâm mộ của họ bị lừa, và trong các ý kiến phản hồi về chúng tôi, có người đã tiền mất tật mang chỉ vì tin theo lời thần tượng của mình như thế. Cũng có nhiều người đủ tỉnh táo nhận ra bản chất và họ cảm thấy mất niềm tin bởi quá trời gương mặt nổi tiếng, uy tín. Rõ ràng dù vô tình hay cố ý, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, khi đã chấp nhận nhắm mắt xuất hiện trong các clip quảng cáo bẩn, nghệ sĩ đều phải trả giá đắt cũng giống như việc họ đang tự xem rẻ giá trị của mình khi bán danh ba đồng, có người mất luôn cả sự nghiệp. Trước thực tế nhức nhối này, dư luận bức xúc đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cần phải cấm biểu diễn, thu hồi danh hiệu nếu nghệ sĩ nào dính vào quảng cáo bẩn, thậm chí cần xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi đã có quảng cáo sai sự thật gây ra hậu quả cho những người tiêu dùng, nhưng ngẫm lại phải chi một số nghệ sĩ ý thức hơn về vai trò và sứ mệnh của mình sẽ không thể nhận lời quảng cáo vô tội vạ, gây sát thương cho công chúng. Hay chỉ cũng như nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, Chủ tịch hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn rằng các nghệ sĩ cần hiểu giới hạn ở đâu và phải luôn nhớ mình nói gì công chúng đang nghe và rất tin tưởng. Bởi tổn thất sau các clip bẩn đâu chỉ một mình nghệ sĩ gánh mà còn để lại hệ lụy rất lớn đến cộng đồng, xã hội. Làm mái che đường phố chớ thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Thưa quý vị và các bạn, về việc làm mái che đường phố vẫn phải xét đến những tồn tại và điều kiện khác để tránh tình trạng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Về quan điểm ủng hộ làm mái che đường phố, báo chí ngày 28 tháng 3 đã đăng tải bài viết Đường có mái che vỉa hè nên hay không? Của tác giả Michael Nguyễn Minh, một chuyên gia kinh tế tài chính và là công dân Singapore gốc Việt. Căn cứ chủ yếu mà tác giả dựa vào là kinh nghiệm của Singapore trong vấn đề này. Theo anh Michael Nguyễn Minh, đường đi bộ có mái che là một phần quan trọng của kiến trúc đô thị Singapore. Ngay từ những năm 1960, tổng thể đường đi bộ với mái che tại Singapore là một phần trong chiến lược đô thị thông minh của thành phố, giúp tạo ra không gian sống xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường, thúc đẩy giao thông công cộng, hạn chế xe cá nhân. Hiện nay Singapore có hàng trăm km đường đi bộ có mái che, các nước tiên tiến khác trên thế giới xây dựng đường đi bộ có mái che theo nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, văn hóa và kiến trúc địa phương. Ngoài nhiều tiện ích của mái che được tác giả trình bày thì trọng tâm là cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, mà ở đó quan trọng nhất là thúc đẩy việc đi bộ. Người dân Singapore hiện nay đang giữ kỷ lục là dân đi bộ nhanh nhất thế giới và nhiều nhất thế giới, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Giả sử như tất cả các thông tin về mái che đường phố ở Singapore được tác giả Michael Nguyễn Minh chia sẻ là đúng 100%, thì vẫn phải xét đến những tồn tại và điều kiện khác để tránh tình trạng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Đầu tiên là các thông tin liên quan đến cây xanh đô thị. Đối với những thành phố như thành phố Hồ Chí Minh thì tiêu chuẩn là 12 đến 15 mét vuông cây xanh một người, nhưng hiện tại thành phố này mới chỉ đạt 0,5 mét vuông một người, tức tương đương với 8% còn thiếu tới 92% nữa mới đạt chuẩn trung bình của thế giới. Con số này là thấp đến mức tồi tệ. Ông Vũ Văn Điệp, giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng cho biết, với vận tốc tăng trưởng cây xanh như hiện nay, để đạt được diện tích cây xanh công cộng theo tiêu chuẩn 12 đến 15 m2 một người thì thành phố Hồ Chí Minh phải mất mấy nghìn năm. Xin nhớ là mấy nghìn năm nữa, còn Singapore, các chuyên gia nghiên cứu từ trường đại học MIT của Mỹ vừa công bố danh sách những thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới thì trong đó Singapore đứng số 1 là number 1 gần 1 phần 3 diện tích 29,3% của thành phố này là cây xanh. Mang một thành phố nhiều cây xanh nhất thế giới để so với một đô thị thuộc loại bét rồi bắt trước làm máy che là không hợp lý. Người ta làm máy che là trong cái tổng thể ấy và những chiếc mái nhỏ đó được đặt trên những đường phố mà nhìn hình minh họa thì không thấy có gì giống với những con phố ở Việt Nam cả. Có thể hình dung rằng Singapore như một thành phố trong rừng, còn thành phố Hồ Chí Minh thì là một rừng bê tông. Vấn đề của cái rừng bê tông này là trồng cây chứ không phải làm trồng thêm tôn thép. Hãy trồng được tỷ lệ diện tích cây xanh bằng 1 phần 10 của Singapore đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện làm mái che, chắc cũng mất cả nhiều nghìn năm chứ không ít đâu. Đó là chưa nói tới chuyện dân số Singapore chỉ bằng một nửa thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thu nhập bình quân là gấp 20 lần người Việt Nam. Tóm lại họ rất giàu, rất xanh, còn ta thì rất nghèo và rất xám. Hãy tưởng tượng ở một thành phố mà diện tích cây xanh chỉ có 05 m vuông một người, tức gần như không có cây xanh. Mà giờ không lo trồng cây nhưng lại đổ tiền vào làm mái che thì sự oi bức, nóng nực, ngột ngạt sẽ kinh khủng đến thế nào? mỗi thành phố có hiện trạng hạ tầng khác nhau như thành phố Hồ Chí Minh đường thì nhỏ hẹp, nhà thì chen chúc. Nếu là mái che thì chỉ còn biết đâu vào nhà dân và sẽ biến thành những con đường trở thành hầm ngầm tối tăm. Nó khác hẳn Singapore như trong bức hình minh họa trên bài viết của tác giả Michael Nguyễn Minh. Mái che chỉ là một vệt nhỏ mà một bên là đường xá rộng rãi, bên còn lại là bãi cỏ và cây cối mênh mông. Nhìn vào hạ tầng hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh thì biết chắc rằng đô thị chật trội này không bao giờ có được cái bức tranh ấy sau khi làm những cây máy tre. Nhìn vào tổng thể từ hiện trạng hạ tầng, tình trạng cây xanh, điều kiện kinh tế và nhiều vấn đề xã hội, văn hóa khác, thành phố Hồ Chí Minh không thể bắt chước Singapore hay các đô thị lớn khác trên thế giới một cách máy móc. Ở một đô thị hiện đại như Singapore, Tokyo mà phương tiện di chuyển chủ yếu là công cộng như xe buýt, tàu điện thì việc di chuyển bằng cách đi bộ qua các nhà ga, Bến là điều phù hợp và gần như tất nhiên, người ta lắp mái che cho những nơi như thế cũng là để đáp ứng một nhu cầu, yêu cầu thiết thực chứ không phải chỉ làm vì thích. Còn thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân, xe máy và ô tô nhiều đến nỗi kẹt đường trở thành điều tự nhiên. Khi xe cộ chan cả lên vỉa hè thì đi bộ dù rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải là một suy nghĩ đã được căn cứ vững vàng trên thực tế, trừ đi bộ theo kiểu đi dạo vào buổi tối. Cho nên vấn đề trước mắt của đô thị này là phát triển kinh tế, tạo công an việc làm, lo trồng cây xanh và giải quyết những nỗi bức thiết khác, chứ không phải làm máy che cho những con đường màu xám trở trụi. Trong bài viết của mình, tác giả Michael Nguyễn Minh cho rằng đa số lý do phản đối là mái che sẽ gây mất mỹ quan của kiến trúc cổ điển của đường phố, chi phí đầu tư cao cần thời gian thiết kế và xây dựng bảo trì vệ sinh, một số lo lắng về các quy định về an toàn giao thông và an toàn của vật liệu dùng để xây mái che. Nhưng theo quan sát của tôi thì hơi khác, đa số ý kiến phản đối là xuất phát từ sự vô lý của việc lựa chọn mái che thay vì trồng cây xanh. Người dân muốn trồng và bảo vệ cây chứ không đồng tình với việc tiếp tục dựng lên những lô cốt sắt thép trên đầu mình trong một đô thị vốn đã quá chật trội và ngột ngạt. Và thêm nữa là sự mất niềm tin về nhiều mặt để kết thúc. Xin bổ sung thêm chút thông tin. Trong đề xuất lắp mái che chống nắng cho đường trung tâm Sài Gòn, mái che ngang 4m, dài khoảng 1km có kinh phí 20 đến 30 tỷ đồng, tính ra bình quân 20 đến 30 triệu đồng 1m vuông, 1m vuông ngang tức là 5 đến 6 triệu đồng 1m vuông. Đây là một gói thầu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và đông khách. Bộ chính trị kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai hai nhiệm kỳ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 do có nhiều sai phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc. Tập thể này cũng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư đấu thầu sử dụng đất đai tại một số dự án các vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm bộ chính trị quy định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Trước đó, từ cuối năm 2022, Ủy ban Kiểm tra đã kết luận nhiều vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tập thể này vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, bùng lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa. Một số cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương bị xử lý hình sự theo ủy ban kiểm tra trung ương trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban thường vụ tỉnh ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và các ông trần đình thành nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn phú cường chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai đinh quốc thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Văn Tránh, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Văn Vĩnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và một số cá nhân khác. Tại kỳ họp thứ 27 diễn ra một tuần trước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, Đảng ủy Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2015 2020 và các ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Văn Tránh, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Ủy ban kiểm tra Trung ương đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010, 2015, 2015, 2020. Tới nay các cơ quan liên quan đã kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên và các tổ chức đảng nói trên. Trong đó ông Trần Đình Thành, nguyên Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, bị Trung ương Đảng khóa 13 khai trừ ra khỏi Đảng tại hội nghị bất thường ngày 30 tháng 12 năm 2022.